Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người bộ sản phẩm đó chính là lốc điều hòa chạy điện 12V và 24V. Bộ sản phẩm bên phải của em là bộ 24V, bộ bên tay trái em là bộ 12V. Cách dễ nhận biết nhất là nhà sản xuất người ta đã dập trên thân nên hoàn toàn anh em có thể yên tâm là không thể nhầm lẫn được. Đây là 12V, đây là 24V. Để sử dụng được cái bộ điều hòa chạy điện này thì bắt buộc chúng ta phải có cái cục kích này. Đây, chính là cục kích điện đấy ạ. Đó, cục kích này. Để có thể sử dụng và vận hành được cái bộ điều hòa chạy điện này. Mỗi một lốc này thì sẽ bao gồm một lốc, một cục kích và hai sợi dây điện đi sẵn, bốn chân lốc kèm theo. Đây ạ. Đây chính là đây. Anh em nhìn thấy không? Đây chính là bốn chân để chúng ta bắt lốc đấy ạ. Đó. Nó cũng có hai bích, một bích cao, một bích hạ trên thân lốc và điều khiển hoàn toàn bằng cục điện bên trong. Đó. Bên bộ 24 này cũng thế ạ. Đây. Cũng bao gồm đầy đủ đây. Đây. Cái này thì anh em có thể hoàn toàn yên tâm là cái bộ chạy điện thì từ dàn lạnh, dàn nóng đến lốc bên em đều có linh phụ kiện đi rời phía ngoài để cho anh em có thể yên tâm là nó có linh phụ kiện để chúng ta có thể cần thay thế khi mà cái hệ thống của chúng ta gặp trục trặc một vấn đề gì đó. Hoặc là anh em muốn độ chế từ cái lốc điện nhưng dàn lạnh và dàn nóng thì hoàn toàn bằng cơ thì cũng có thể nghiên cứu để chế được. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em hai sản phẩm đó chính là lốc điều hòa chạy điện 24V và 12V. Anh em có nhu cầu cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin chào ạ.